Chào quý vị. Tan sông nhiều xưa mưa rơi âm âm thầm lệ thầm ước chiếc áo xanh và đập đập hương mái tóc tóc em nếu xưa trời không mưa đường vàng vàng đâu cần thằng tôi đưa chẳng lẽ trong trong một lối về mà mở quay mặt mặt mưa đi tôi đưa em xa xa sông bàn tay nắm yêu ân cần sờ bên bên đất đang lắm lắm gò chân chân sờ bên bên gió bước trái tim nếu tôi bên mình đưa em thì chắc chắn đôi mình không quen chẳng chẳng lẽ chung chung một lối mòn không đâu chiều nay tôi buồn đời em là ước mơ đẹp đẽ muôn ngàn ý thơ như ngóng trong trời hôm nào em sang ngang mặt mặt xeo qua chín con thuyền giờ phút cuối đến tiếng em nhìn sắc bao vương ngóng trong thôn chân chân đầy xa xưa sờ lắm lắm trong trong vùng khi mưa nàng đã thay một lối tôi như em san sông bàn tay đan đan yêu anh quá ca ca sờ bề bề đan đan lắm lắm còn chân chân sờ bề bề ra một trái tim hello Lê Tùng. Nhân sen nhân. Hello Trần Chiêu. Hello Kim Trần. Hello Nguyên Tiên. Nhạc phẩm tôi đưa em sang sông. Wow, nó làm rây rứt. What is going on here? Yeah, hôm nay là cuối tuần hả quý vị? Nhớ ơi nào hoa
thương lão vạn uất ta. Hello, con Đức Vợ. Hello, Lê Tông. Hello, Cúc Trần. Lời không chim đắm hàng cây quá lần ước Trường Chiêu. Thank you.
xóa ra mắt ngọc hoàng. Những câu cười chi nhau mà lạc lối bên cả lưới dù chung thật khổ sai. Bao hồ bao bắt đầu lo âu, sai tệ thì phải lo đi hai chuyện đầu. Mấy hàng cà phê đen các cung nữ mê lính mê ngẩn. Xin kính chào tất cả các quý vị. Hôm nay quý vị khỏe không? Hy vọng quý vị rất là khỏe, có đúng không? Quý vị nhất định là tay chân cứng đá mềm. Đó là cái nguyện vọng của tất cả chúng ta. Nhất định không có một cái trở ngại nào làm cho chúng ta chùm bước. Bởi vì đây là cái giai đoạn cuối cùng của cái tiến trình mà chúng ta đã tốn biết bao nhiêu là kỳ vọng. Nhất định, trời ơi, tiếng Việt Nam mình nói là câu gì? À, nếu có khởi hành, ắt hẳn có đến, hiểu chưa? Luôn luôn. Nó là một kim chỉ nam để làm cho chúng ta bước qua, trải qua bất cứ mọi khó khăn nào. Chào hết tất cả quý vị mới nhắn tin cho tôi và quý vị vào diễn đàn. Chào hết tất cả, mọi thứ chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Mọi thứ đều nằm trong chiến lược của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế chúng ta không có cái gì mà băn khoăn lo lắng cả. Vì thế chúng ta hãy tuân theo một mệnh lệnh. Có lúc chúng ta tản lực tụ công, có lúc chúng ta tản công tụ lực. Vì thế chúng ta đừng có băn khoăn lo lắng và đừng có đặt bất cứ một cái câu hỏi gì. Một mình cá nhân chúng ta không có khả năng đặt những cái câu hỏi gì cả, mà câu hỏi phải được đến tới một cái chỗ mà một cái tập thể có trách nhiệm. Khi một tập thể có trách nhiệm đã đưa ra một cái đường lối nào thì chúng ta phải tuyệt đối trung thành và quyết tâm đi theo một đường lối đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là cái đường lối, cái quyết định nghe sang từ cái dữ vậy. Tiếng nói này nó ngại, tiếng nói của Francis thì kinh khiếp lắm. Mình đang nói là cái nó là nó làm cho mình quay trở lại. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy
một cái đường lối mà chúng ta khó suy đoán, đó là nó mới chín chắn. Chứ đường lối mà quý vị có khả năng là suy đoán được thì giặc nó suy đoán ra được. Mà nếu quý vị nhìn thấy cái đường lối mà quý vị không suy đoán được thì quý vị hãy đặt cái niềm tin vô đó, là cái sự bí mật của nó vô cùng thâm sâu. Và đường lối mà quý vị nghĩ rằng là quý vị có thể nhìn thấy được thì nhất định đó là không phải đường lối của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đường lối của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là thần sầu quỷ khóc. Cộng sản nó dùng là 9 năm nó đánh sập đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Nó dùng 13 năm nó đánh đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Mà trên đó có đầy đủ vũ khí đồng minh yểm trợ đó nha. Nhưng mà chúng nó dùng 30 năm rồi không đã động gì tới chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Là bởi vì những cái mà quý vị suy đoán thắc mắc đó, nhờ cái trò đó, đó. Quý vị suy đoán thắc mắc cái gì, không hiểu nổi chiến lược và nhìn thấy cái sự quyết định ở thượng tầng quyền lực trong chính phủ sao nghe nó không có gì. Nhưng mà thật ra là nó là những cái cú đấm là dời sông lấp biển. Nó tập đoàn cộng sản ngày hôm nay nó tốn nhiều tiền bạc và nó rải khắp diễn đàn Francis là cộng sản, nó sợ lắm. Trời Tô Lâm, nhất là Tô Lâm, tôi nói nó ngại diễn đàn của Francis tại lắm. Nó tốn rất là nhiều tiền và nhiều thời gian trên diễn đàn của Francis. Và nó tốn 30 năm để mà đánh Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đánh đâu có được đâu. Cũng bởi những cái mà quý vị ngày hôm nay cho rằng là sao nó mờ ảo và nó khó mà suy đoán. Nhờ cái chỗ đó mà chính phủ Việt Nam, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, tập đoàn cộng sản nó không biết mối dây ở đâu mà nó lần. Cho nên nó là nó ngồi đó nó chịu thôi. Nó có súng đạn, nó có xe tăng đại pháo và nó chẳng làm được gì cả. Cho nên anh em ở trong diễn đàn của tôi nói rằng là Đại Tam Việt Nam của họ không có gì, còn cộng sản nó có đầy đủ, nhưng mà nó đánh đâu có được đâu. Cái chỗ đó để chứng minh cho quý vị biết rằng là tập đoàn cộng sản nó chẳng ra cái gì cả. Cái thần sầu quỷ khóc là cái đường lối của Đại Tam Việt Nam của họ. Cho nên ngày hôm nay quý vị có thể là nhận một vài cái tin gì đó mà quý vị đọc, quý vị có thể sắp, có thể là từ những cái tin của Francis đưa ra, hoặc là bất cứ cái tin gì quý vị có thể sắp, nhưng mà cái đó nó cũng nằm ở trong cái chiến lược của chúng tôi. Quý vị đừng có nói rằng là tại sao nó khó, nó phải khó mới được. Nếu mà nó dễ thôi, cộng sản nó vô nó biết được, nó dẹp tan cái chế độ, cái chính phủ của chúng ta rồi, đúng không? Cho nên quý vị cần phải kiên nhẫn. Đó là cái cũng nằm trong chiến lược huấn luyện cái kiên nhẫn của chúng ta, cái minh mẫn của chúng ta, cái lòng trung thành quyết đoán của chúng ta. Quý vị đừng nghĩ rằng là sẽ có gì đó để cho dễ dãi, không. Càng đi sâu vô thì càng thật là khó khăn. Mà quý vị trải được cái sự khó khăn đó, quý vị mới thành công. Quý vị mới có khả năng đứng trước quốc dân và phục vụ quốc dân. Chứ quý vị e ngại cái sự khó khăn, chiến trường, nếu xin lỗi, quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Chứ quý vị nghĩ rằng là tại sao là có những cái thay đổi mà giống như dời sông lấp biển như thế này, nó ảnh hưởng tới cái thể diện hay là cái khuôn mặt đồ đủ thứ, không phải như vậy đâu. Nhưng có đôi lúc chúng ta phải gánh những cái đó, tại vì những người không biết người ta nói như thế đó, còn chúng ta nằm ở bên trong nhận diện những cái điều mà chúng ta hiểu biết, là cái đó chúng ta phải chấp nhận thôi. Chúng ta phải chấp nhận thôi, chứ không thể gọi cái đó là khó khăn cả. Không có khó khăn, chúng ta cần phải tốt mồ hôi để mai sau ngồi chiến trường bước đổ máu thôi, chứ không có cái gì mà chúng ta lo lắng quan tâm cả.
Nhưng đừng bao giờ đơn giản hóa những cái mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra. Và đừng có thu hẹp gần 100 triệu quốc dân Việt Nam ở trong nước, biết bao nhiêu cái linh hồn trên đó. Đừng có xem nhẹ những cái an nguy của quốc gia mà cứ nới rộng vòng tay ôm hết tất cả vào, không được. Ôm thì chúng ta được quyền ôm hết tất cả vào vòng tay của chúng ta, nhưng phải dùng cái thời gian. Thời gian là cái máy sàng lọc mà. Cho nên là trong ta có địch, trong địch có ta. Lấy gì chúng ta sàng lọc trong cái tình huống đó đây? Thời gian và tình huống. Cho nên cái tình huống là cái điều kiện cần thiết để chúng ta sàng lọc, đo cái ý chí tan bồng của từng người. Tại sao chúng ta dùng ba cây thước lòng đo ý chí của Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Quân? Thì tại sao chúng ta lại không để cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đo cái ý chí của chúng ta chứ? Đúng không? Chúng ta đã đo cái ý chí của Ngài Đức Quốc Công là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, y vũ bất năng khuất rồi. Ngài đã quanh quanh liệt liệt đã trải qua ba cái thước lòng đó. Thì bây giờ tạo phiền chúng ta cũng phải để Bộ Tư lệnh để đo được ý chí của chúng ta như thế nào chứ. Chứ đâu có thể nói rằng là sẽ như thế này, sẽ như thế nọ, hay là băn khoăn lo lắng rồi sẽ bị người ta trách cứ trách móc. Không có, phải lợi dụng cái tình huống như thế này xem thử cái tư duy của chúng ta có quyết định chưa, hay là bị bởi ảnh hưởng có một chút xíu nào đó chúng ta ngã lòng, chạnh lòng, thì ngày mai sao thì chúng ta làm sao đứng trước quốc dân mà phục vụ, đứng trước quốc dân mà quý vị đã biết cái chuyện gì xảy ra không? Rồi chúng ta phải vận tải hết tất cả một ý kiến mà có khả năng là chu toàn hết tất cả gần 100 triệu cái ước muốn. Làm sao mà cắt nhỏ cái ý chí, cái tham luận, cái thông điệp của chúng ta mà vận tải cho đúng khuôn, đúng bọng cái ý muốn của một gần 100 triệu quốc dân. Đó. Cho nên là chúng ta đừng có đặt nhiều cái câu hỏi, húng chi cái tình huống này là cái tình huống chúng ta vừa là cỡ hết ra cho Cộng sản nhìn, mà cũng vừa là bí mật như đất, thâm thẳm như trời. Như thế đó chứ. Mở mà không rộng, sâu mà nó không có thâm thẳm. Mình phải như thế đó. Có, nhưng mà bắt đầu cũng là cái điểm không. Mà điểm không nó cũng chứa đầy đủ cái thứ có đó mà. Cho nên nó là đoàn Cộng sản nó dùng 30 năm, tôi không biết bao nhiêu tiền bạc, nó mua hết tất cả các cái thứ mà học sĩ, thức giả, luật sư, ủy viên rồi ở nước Mỹ để đánh chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đã đánh đâu có được. Cũng bởi những cái tình huống mà tôi vừa kể ra. Cho nên xin thưa quý vị đừng có bao giờ mà đơn giản hóa cái sắc lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Và đừng xem nhẹ cái sự an nghi của quốc gia dân tộc. Bởi vì trên đó chứa gần 100 triệu cái linh hồn, cái sự sống. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không chịu khó chịu đựng, thì ngày mai làm sao chúng ta vận tải một thông điệp có khả năng là chu toàn hết gần cho 100 triệu quốc dân. Đó. Viên nhân dân ở trong nước, trời, chúng tôi biết hết tất cả. Chúng tôi biết hết tất cả. Quý vị chạy đường trời nào. Trời ơi, tên Tô Lâm tối ngủ như thế nào chúng tôi còn biết mà không chi. Quý vị nghĩ sao không biết. Cho nên tất cả các anh em mà bỗng nhiên mà mình nghe có một cái thông điệp gì đó, thì quý vị vẫn phải là làm theo cái thông điệp và nghe theo cái thông điệp của chính phủ đưa ra thôi. Bởi vì một cái thông điệp nào từ trong chính phủ đưa ra đều có sự tham luận hết tất cả và có sự quyết định. Có đôi lúc chúng ta là tản lực tụ công, có đôi lúc ta tản công tụ lực. Mấy cái tình huống đó
Đây là tôi phải kể thêm một câu chuyện nữa để dẫn chứng cho quý vị. Đôi lúc lên khán đài, mình thấy một địch thủ kia bỗng nhiên nó ngã xuống. Trời ơi, nếu mà dạ chạy theo quánh, bởi vì thấy nó ngã khói quá, biết không? Nhà vô quánh nó cho nó chết luôn. Sai. Võ nào tôi không biết, chứ mà võ Thái Sơn Bình Định, võ ta Việt Nam thì đâu không có thể nào. Không thể nào mà một vị võ sĩ mà ngã xuống mà người khác nhào vô quánh là nó quánh chết. Cái người mà ngã xuống nó quánh chết. Cho nên cái tình hình về vấn đề là nó cũng dựa theo cái chỗ đó. Quý vị thấy mỗi lần buổi sáng con gà mái nó xè cánh, nó phơi nắng không? Nó xè bằng cái kiểu nào? Đò cái kiểu đó, đó. Đưa cái chân ra dài dài, trời khói lắm. Địch thủ nhào vô tính mà quánh nó đạp cho nó gãy chân luôn chứ gì. Nhào vô là chết với nó liền. Nhào vô chết chứ nó liền á, chứ không phải dựa. Thấy đứa con nít, quý vị thấy đứa con nít lớp khoảng 7-8 tháng nó nằm ngửa hai cái chân. Võ Tại Sơn Bình Định mà khi mà té ngửa giống như đứa con nít 5-6 tháng mà nằm ngửa ha, mà mình nghĩ rằng nhào vô mà quấn ngay cái bụng nó ăn cái là sai rồi. Cái đó là dụ địch thủ nhào vô thấy là mở mang hết, mở hết tất cả những cái thế ra cho quý vị nhào vô quýnh cái gì. Vô là quý vị bị gãy chân hoặc là gãy tay thôi chứ không phải như vậy. Thì cái chiến lược của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa bây giờ, quý vị nhìn thấy có vẻ như hở hang hổng hẻo quá chứ gì. Cộng sản nó đã dùng 30 năm rồi, nó không làm được cái gì cả. Cho nên vấn đề đặt ra hôm nay là gì? Chúng ta kiên nhẫn và tập huấn luyện chúng ta nghe lệnh, như đó thôi. Kiên nhẫn và nghe lệnh, tuân theo lệnh. Điều gì khác hơn nữa không cần quan tâm, bởi vì đó là cái mấu chốt để chúng ta đi đến thành công. Quý vị không thể nào mà trẻ đêm ra ngày ngồi bàn luận điều đó điều này điều nữa cả. Ở ngồi chiến trường khi có lệnh tổng viện phản công thì tất cả phản công, không cần thiết phải báo cáo cái sự tổn thất, không cần thiết cái chuyện đó. Tại vì lệnh sao đi tới mục đích thì không thể nào mà đứng ra lo báo cáo. Trời ơi, tiểu đội cái em mà nó đi về Phật tổ hết trơn, không có thể, không cần thiết phải báo cáo. Thứ nhất là không có thời giờ để báo cáo, thứ hai không nên mà đem cái sự ghê gớm, chắc chắn là ghê gớm, lên cho thượng cấp chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng, hãy tự sắp xếp lại. Bởi vì lệnh là dầu như thế nào, dầu vật đổi sao giờ, núi lở sông bồi chăng nữa cũng phải tấn công. Thì xá chi mà cái sự hy sinh, báo cáo làm cái gì? Thì tình huống ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Dù có khó khăn nào trong chính phủ đưa ra, chúng ta nhất định cũng phải là vượt qua cái khó khăn đó. Huống chi tình huống này cần nên có những cái tình huống như thế đó để xem ý chí của tất cả các anh em chúng ta như thế nào. Để trả lời cho quý vị rằng là chính phủ hỏng hẻo, cộng sản dễ vào. Không có đâu, tôi đã nói rồi. Trong chính phủ nó có thiên thủ thiên nhãn ở trong đó. Ai lâu thôi là bắt ra hết. Bắt ra từng người. Ngay lúc này không phải là cái chỗ để tâm tình. Mà lúc này anh nói tôi nghe và tôi nói anh nghe. Để một ngày nào đó an cư quốc dân đầy đủ xong mọi thứ cần thiết thì lúc đó chúng ta tâm tình là lúc chúng ta mới nói được cái tiếng nói ở trong lòng trước ly cà phê ngọt mùi hương ngào ngạt. Chứ còn ngay lúc này là ngay lúc mà chúng ta nghe tuân lệnh, đơn giản chỉ có nhiều đâu, quá đơn giản nhưng mà ít có ai làm nổi cái, đúng không? Cho nên là chúng ta đừng có băn khoăn lo lắng, hãy lợi dụng những tình khốn huống khó khăn xem người bên cạnh của chúng ta là bạn thân đến mức nào. Trời đó, chứ lấy cái gì mà đo lường được thằng bạn bên cạnh mình nó thân thiện
gặp nó chào cúi đầu, nó cúi đầu xe thấp hơn Nhật nữa. À, cái gì nó cũng nói dạ dạ, nhưng mà tình huống xảy ra cái tờ nhìn nó, mình réo 3 ngày 3 đêm mà không thấy nó hiện diện ở đó nữa. Nhiều đó mình cũng biết được thằng bạn của mình như thế nào. Chứ đâu có thể mà sức dao mổ bụng nó ra xem nó ruột gan như thế nào đâu mà mình đếm, đúng không? Cho nên mỗi tình huống, bữa nay cũng là thay cho một sự là tôi trả lời cho tổng quát của tất cả các anh em nào mà hôm nay và mai sau mà có cái sự băn khoăn mọi vấn đề trong cái lĩnh vực của tôi, thì quý vị cũng nhận được câu trả lời rồi. Để trả lời luôn, quý vị đừng có nghĩ rằng chính phủ là đường đi dễ quá, cộng sản nó núp ở trong đó. Tôi đã, chính phủ đã nói rằng là trong ta có địch, trong địch có ta. Quý vị thấy cái con quẹt nó đi, con két nó đi không? Nó đi, nó bỏ chân qua này, rồi nó bỏ chân qua này. À, nó đi hay không? Nó đi vậy. Đi cái kiểu chi chi. Đó là cái cách thức mà điều binh khiển tướng ở ngoài mặt trận. Thấy không? Thấy người ta dùng cái con vật để mà học hỏi. Chứ mấy cái đó đâu phải dùng ông thầy cao siêu nào học đó. Phần lớn là cái người Việt Nam chúng ta, từ cái võ học cho tới những cái mưu lược ở ngoài chiến trường, là học từ những con thú vật. Thú vật không ngờ lúc này nó làm ông thầy của chúng ta cũng hay thiệt. Nhất là võ học Tây Sơn Bình Định, toàn là mấy cái con thú vật nó là ông võ sư không à. Nó nói võ gà, biết là hùng cây quyền, độc phủ là cái cây búa của ông Tiều Phu ở trong rừng, rồi là lão hổ thượng sơn, học cái cách thức con cọp đi, con cọp già đi về núi, rồi học lão hổ ly sơn, học cái con cọp già bắt đầu trục xuống núi. Đó, tao mấy ông mà mấy cái thành phần mà xin lỗi, không phải thành phần, như mấy con thú vật đó bây giờ trở thành ông thầy của chúng ta hết rồi, đúng không? Cho nên quý vị đừng có xem thường nó, trời ơi không ngờ ông thân xin này bữa nay nói mấy con thú vật là ông thầy của ông. Thật sự nếu không gọi, nếu mà không tôn sư, không tôn sư thì làm sao thành đạo được. Không? Quý vị chê cái đôi lúc mà mấy con thú vật vỏ rắn rồi thí dụ như vậy, vỏ khỉ rồi thí dụ như vậy ha, quý vị chê cái này, không ngờ mấy con vật đó nó lại trở thành là mà ông thầy của chúng ta, không hay được. Mà hôm trước tôi có luận về cái vấn đề vỏ chút xíu, không có cái anh chàng đó, anh đi thi đấu vỏ, anh đi thi cái anh bị rớt, về nhà anh buồn lắm, anh rất là buồn, anh ngồi một mình mà anh suy tư về cái cú đánh đó, mà tại sao mà anh đánh vô thằng địch thủ, cái thằng địch thủ nó vớt lại anh, cái anh chịu không nổi. Con vợ nó rất là tinh ý, nhưng vợ nó nói thôi được rồi, anh đừng có buồn vậy, anh hãy bồng con đi, cho em nấu cho anh bữa ăn, cho vợ chồng mình ăn bữa ăn cho nó vui vẻ, không có buồn cãi gì cả. Trời ơi, thua keo này mình ghê keo khác. Tôi nói ở trong gia đình mà có một người vợ mà tinh ý như vậy, phải nói là rất là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Giống như là sông bích hợp kiếm gì đó, sông kiếm hợp bích gì đó. Thì bà xã nấu cơm ăn, còn ông chồng thì bồng đứa con lố là 9-10 tháng. Lúc đó nó nhảy tưng tưng à, nó cười giỡn với cha nó tưng tưng. Thì ông cha mới để đứa con nó nằm ngửa ở trên bộ gián. Rồi cái ông cha ngồi để chọc nó cười, nó giỡn, nó vui. Thì ông cha hãy nó nằm, nó ngửa cái bụng lên, ông cha mới thấy vậy mới đưa cái ngón tay chỉ xuống cái rúng của nó. Nhưng mà đưa 10 lần chỉ xuống cái rúng nó thì cái tay của ông cha lúc nào cũng bị cái chân của nó đá lên cái cùi chỏ. Rồi hai cái bàn tay của đứa trẻ nó chụp cái ngón tay của cha nó chụp như thế này. Mà đưa lần nào xuống thì là bị thằng nhỏ nó đá lên cái cùi chỏ rồi nó chụp ngón tay.
ông mới nhớ lại, ông mới nhớ lại cái vụ ông thất bại ở trên đấu trường, và đứa con của ông dạy cho ông cái cách thức mà mai sau sẽ đánh tan được địch thủ ở trên đấu trường đấy. Chứ đừng có nói là mình là một người võ sĩ chỉ học người cao siêu không, nhưng mà đứa con nít đó, nó chưa biết đi mà nó lại trở thành, nếu mà vấn đề trọng võ học thì đứa con ông mới vừa rồi để dạy cho ông đường thế, mà ông mà, theo nguyên tắc là tôi nói nhất nhật quy sư mà chung thân chung thân quy phụ, à, thằng nhỏ nó dạy cho ông, con ruột của mình nó dạy cho ông cái thế. Những ngày tháng sau ông thách đấu lại, ông đập cho ông kia một trận. Khi mà ảnh ngã xuống, lúc này lúc trước kia ảnh là bị ngã, nhưng mà lần này ảnh cố ý để ngã để ngã xuống địch thủ của nhào vô quanh giống quanh những cái chiều, giống như ông cầm cái tay ông thọt xuống bụng con ông mà vừa cái vừa quanh xuống là cái chân ông giống đá cái cùi chỏ địch thủ ở dưới đây, cái tay ông nắm ngón tay thằng kia ông dặn cho một phát, trời ơi, địch thủ bay xuống một đài luôn đấy. Thấy không, đứa con của mình trở thành ông thầy. Cho nên xin thưa quý vị, có đôi lúc ở trong cái chính phủ đó, quý vị nhìn thấy ôi sao nó có vẻ như dễ dãi quá, nhưng mà không phải đâu quý vị. Hoặc là quý vị nhìn thấy ôi sao mà nó khó quá, không phải. Những cái đó là cái gọi là huấn luyện quân trường đổ mồ hôi. Quý vị tôi nói mới ra quân trường đó, có mấy anh lính kia chịu không được, mà tôi nói chửi mấy anh cấp chỉ huy, còn gọi là chửi huấn luyện viên, tôi nói chửi gì, nó chửi tưng bừng hết. Nhưng mà chửi lén thôi, trời ơi, ngồi quân trường mấy ông, ở trong quân trường mà chứ mấy ông huấn luyện viên là giống như là ông thầy tổ của mình, ông hét, ông bảo gì phải nghe. Ông bảo ngồi là không dám đứng, ông bảo phạt là 10 cái không dám hít thiếu nửa cái, thấy không? Ăn đang ăn là bỏ, chạy là phải chạy, ông gọi là phải chạy. Đó. Vậy đó. Để chi? Chỗ huấn luyện mà là phải cho thật khó hơn ngồi thực tại. Ở trong quân trường mà khó khổ hơn ngồi thực tại, như thế mới chịu đựng là cái cảnh mà chiến trận chiến sự kèm qua, trời ơi, đúng không? Giá mà trong quân trường không đổ mồ hôi, chiến trường đổ máu dữ lắm, thì ngày hôm nay cũng tương tự như thế. Khi chính phủ để tâm Việt Nam họ ra sắc lệnh nào, trong tình huống nào, gây bao nhiêu cái khó khăn, đó là một cái sự cần thiết nhất, rất cần thiết. Chứ chính phủ không nên mà nhẹ nhàng, thật sự là vậy, không nên nhẹ nhàng. Còn tạo ra những cái khó khăn hơn nữa để huấn luyện mình. Chứ quý vị nghĩ rằng nó dễ dãi quá đâu có được đâu quý vị ơi, trời không được, không nên dễ dãi. Không nên dễ dãi. Có cái anh kia, anh học võ mà anh rất là lười học nội công. Tới chừng khi mà kêu hạ bộ xuống đánh địch thủ từ dưới đánh lên, anh hạ bộ xuống, anh xuống được nhưng mà anh lên không được. Anh đứng lên không được, tại vì không chịu học nội công, lười, sợ mệt. Tôi nói thôi anh đi về. Anh đừng có bao giờ học mà cái kiểu đó. Người ta có lớp có len rồi, anh đi băng ngang bữa củi thì làm sao mà tôi mới vừa kêu anh hạ thân xuống, anh xuống được, anh xuống rất là gọn mà nhẹ nữa, nhưng mà bảo anh đứng lên không nổi, xương cốt đầu gối đồ nó không có khả năng trụ. Người ta phải giảng hồi giống như sĩ thun, còn mình là lười biếng thấy khó nản. Rồi nói thôi anh dạy tôi nhất Winslow, anh dạy tôi cách điểm huyệt để cho nó nhẹ. Trời, dù có điểm huyệt đi chăng nữa anh cũng phải có nội công chứ, chứ đâu phải là điểm huyệt lấy cái ngón tay anh điểm vô cho đó là nó làm được cái gì. Ở trên đời này cái thứ gì nó cũng khó, dễ thì khi dễ và ai cũng
học được rồi thét nó, người gọi là người ta học, người ta nói học bất cứ thứ gì, kể cả vào chính phủ Đại Việt Nam Cộng Hòa này. Nếu quý vị mà dễ dãi quá, chứ quý vị cái gì trở thành ngạo mạn, học võ học mà dễ dãi quá rồi không học nội công, nó gọi là gì, người ta học là tẩu hỏa nhập thần, mình học là tẩu hỏa nhập ma, có nghĩa là càng ngày người ta học càng mạnh, mình học càng ngày càng yếu. Vậy đó, ngoài thực tại xã hội trong một cái tổ chức lớn như tổ chức một cái chính phủ mà dễ dàng quá thì ngạo mạn, võ đường yếu đuối quá, xem thường quá thì tẩu hỏa nhập ma, chứ không phải là tẩu hỏa nhập thần. Người ta luyện võ tẩu hỏa nhập thần, mình luyện võ tẩu hỏa nhập ma hoặc là càng nghề càng suy nhược đấy, hoặc là dục tốc bất đạt. Giống như người ta nói chính phủ gì nghe nói hoài mà không thấy về, trời nếu mà chính phủ, nếu mà tầm hắn cái này về liền là bị cộng sản nó hốt hết sao. Trời ơi quý vị suy giải không à. Giống như kia nó thấy trời ơi Francisco, trời sao mà ông to, ông đã quá vậy, trời ơi ông chỉ cho tôi vậy. Tôi nói cái dễ ớt thôi, đi đăng ký hoặc là mua tạ về tập cái tự nhiên nó khỏe rồi nó bự ra thôi. Trời ơi mua mua cái tạ, mua tốt trà tạ 100 kg. Oh man, về tập đó ngày trước, ngày sau, ngày thứ ba thấy tới nhà thấy dẹp cái tạ vô trong kho để mất tiêu. Hỏi ủa sao anh tập lẹ quá vậy? Nói trời ơi thôi tôi tập nấu, anh nó tập mà ê mình ê mày quá. Tôi nói dục tốc bất đạt là vậy. Tôi nói vô người ta tập ban đầu từ 5 kg rồi 10 kg, ta tập từ từ nhẹ nhàng lên, rồi ta phải dùng bao nhiêu tháng trời rồi ta mới nâng tiếp tục lên. Vậy mà bỗng nhiên chơi hết rồi thấy rồi ông Francisco quá khói, cái nó bể vô tạo 100 kg liền. Chở e lên e xuống. Ngày trước ngày sau cái là dẹp tạ vô trong kho để ngồi đó nhìn cái tạ. Cho nên là tôi nói với quý vị là dục tốc bất đạt, cũng như ở trên diễn đàn tôi người ta nói chính phủ gì mà nói hoài không thấy về, trời nếu mà nói cái là về liền đó là cộng sản nó biết mà. Thứ hai nữa là ngạo mạn, phải không? Ngạo mạn không được. Có đôi lúc chính phủ có từng nói, Đức Quốc Công có từng nói, có đôi lúc cũng phải hãm thắng lại. Bởi vì sao? Quốc dân Việt Nam ở trong nước chưa sẵn sàng. Còn ở trên đây, ở trên diễn đàn của tôi, trời, bữa nay chỉ còn xíu mà gần 200 mạng ở trong đây cũng hay rồi. Cho nên là quý vị, nếu mà dễ quá thì quý vị ngạo mạn, ngoài quốc dân Việt Nam chưa sẵn sàng. Gần 100 triệu quốc dân ở trong nước mà chỉ có là 12 triệu đảng viên và đoàn viên đoàn thanh niên Hồ Chí Minh là chấp nhận nghe tiếng nói của Francisco. Còn ở trên diễn đàn của tôi là gần 200 người mà chỉ có là 30% chịu nghe thôi. Còn là phần còn lại 70% chắc toàn là những cái danh từ có Bùi Hiền, giáo sư Bùi Hiền ở trên đây thôi. Nhiều đó. Cho nên Đức Quốc Công nói có đủ lúc phải hãm thắng lại. Bởi vì quốc dân Việt Nam trong nước chưa đặt chính phủ trong cái điều kiện mà cần thiết hoàn toàn. Chỉ có 12 triệu đảng viên và đoàn viên đoàn thanh niên Việt Nam chấp nhận theo dõi cái livestream của Francis suốt. Theo dõi đo từng bước còn lại của chính phủ. Kinh khiếp như vậy đó. Theo dõi suốt. Bữa nào Francis không lên diễn đàn là trời mấy ảnh ghiền dữ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì không thể nào không nhìn thấy sự thật, không nghe sự thật, không chứng minh sự thật được. Cái sự thật đó vẫn là sự thật. Bởi vì là trên thượng tầng quyền lực của tập đoàn cộng sản nó biết được điều đó. Và nó rơi rụng những cái thông tin nó xuống cho tất cả các hạ cấp của họ, hoặc hạ cấp của họ cũng biết được cái điều đó, rằng là nhất định sẽ có ngày bàn giao quyền lực thôi. Cho nên họ lắng lặng nghe đầy đủ. Hoặc những nơi mà trong
ở chùa, rồi trong tu viện, rồi nhà thờ. Tôi nói người cộng sản từ cấp là tá trở lên họ gửi gắm hết tất cả, rằng là những điểm giao thời giữa cộng sản và quốc gia thì hãy cho họ ở ở trong những cái ngôi chùa, ngôi miếu và ngôi tu viện này, để cho thời gian nó lẳng lặng trôi qua nhẹ nhàng, rồi họ sẽ ra họ trình diện với quốc dân, hoặc là họ sẽ ra họ mọi thứ. Có nghĩa rằng là trong cái điểm giao thời vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng đối với họ là thời điểm sống còn, cho nên họ gửi gắm hết tất cả, từ cấp mà tá trở lên họ gửi gắm hết ở trong chùa, trong miếu, trong tu viện, trong nhà thờ, nhà dòng miệng, nó gửi hết trong đó. Cho nên là các anh gần trên dưới là 12 triệu, đâu có pha, đâu có chống tôi đâu, nhưng mà 12 triệu so với gần 100 triệu vẫn còn ít, vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ. 12 triệu so với gần 100 triệu, 12 triệu chưa có đủ. 12 triệu là lắng lặng nghe tiếng nói của Francis, theo dõi tiếng nói Francis, sẵn sàng ủng hộ ngầm để đưa chính phủ Đại tạng Việt Nam Cộng Hòa. Chưa đủ. Cũng phải nói gì vậy? Chưa đủ. Xin phép. Có còn số người quốc dân Việt Nam thiếu trách nhiệm. Thành phần đó đó. Thành phần mà lên, mà bị công an mà nó bắt, mà nó lên nó hỏi mà khai tầm bậy, nó quấn tơ bờ, nó quấn tơ tả hoa lá cành luôn. Nhưng thành phần không có ý chí quyết tâm cái thứ đó làm quốc dân để tâm Việt Nam Cộng Hòa, làm ô uế cho chính phủ thôi. Cái thứ đó. Hãy nói giống như Francis khi mà bị áp tải ở ngoài thành phố Vinh vậy đó. Công an cán bộ không mời Francis này đi cho bằng được, lên để mà Francis này nhìn vào cái bức tượng của gọi là công viên của Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh. Tôi nói thẳng, tôi nói tôi là nhân viên của chính phủ Đại tâm Việt Nam Cộng Hòa, các anh tại sao phải mời tôi một cách mà vô cùng mà là nhạy cảm như thế này thì làm sao tôi đi được? Thì các anh đã nói là gần như chúng tôi tuyệt đối là mời anh đi đến tới để nhìn cho anh nhìn thấy cái bức tượng của Bác Hồ như thế nào. Trời ơi, đó là cái phiên bản của vị công an. Để chi? Để mong rằng Francis này thay đổi tư duy, để chiêm ngưỡng những cái là tráng lệ huy hoàng ở cái công viên của Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, để hy vọng Francis thay đổi, để hy vọng Francis này đi ra nước ngoài sẽ là thay đổi cái tư duy của mình. Đó là phiên bản của tên phó giám đốc công an. Rồi thằng cháu tôi đại tá, nó nói rằng là cậu phải đến tới chỗ đó để bắt cậu nhìn. Nó cũng có cái phiên bản riêng của nó. Để chi khi mà cậu ra nước ngoài, cậu có gì để mà nói? Thế đã không? Nguyên cái đám chân viên của cộng sản, mọi người có cái phiên bản riêng ở trong đó. Còn hai cô cán bộ kia tôi mới viết lia lịa, viết cái gì có Francis nói là viết hết vô. Ok, đi ha. Tao biết đổ chỗ điểm là sự thật, phải chấp nhận sự thật. Chờ Francis ra tới đó tôi mới nhìn thấy thật sự, mà phải nói là nó tốn tiền nhiều lắm nó mới xây được cái cơ sở, cái công viên đó quý vị ơi. Kinh khiếp. Cái đầu của tên Hồ Chí Minh đó, nó lấp ló ở tuột ở trên cái áng mây ở trên trời, nó xây cao như vậy. Ở rằng xa mà tôi còn thấy được cái đầu của cái hình của Hồ Chí Minh mà nó nằm tột giọt ở trên mây là thấy kinh khiếp. Trong khi
biết bao nhiêu dân chả nghèo khổ, tôi mới đói nghèo, tôi mới ăn bữa đói bữa no đi xin ăn, không quan không quan trọng cho bằng, phải xây cho được cái hình con quỷ dâm tặc Hồ Chí Minh. Khi tiên đầu tôi cũng bán tính bán nghi cái thằng cháu của tôi, nhưng mà cuối cùng tôi mới đọc được cái thâm ý của nó, rằng là cậu phải nhìn thấy, cậu ra nước ngoài cậu mới có gì cậu nói. Thấy không? Cho nên xin thưa quý vị phải nói sự thật, đừng ngại ngùng sợ. Có đôi lúc cái sợ sệt của quý vị là quý vị sẽ bị công an nó đập, mà quý vị nói thẳng ra, nó nói là đây là sự thật rồi thôi thì làm gì nữa đây. Quý vị ngồi chiến trường quý vị. Ok, tôi đã đầu hàng, tôi không có nghĩa là tôi không bắn anh, có nghĩa rằng tôi phải được quyền sống, nghĩa rằng anh không được phép bắn tôi. Và cái nguyên tắc ngồi chiến trường là gì? Nếu mà anh bỏ súng để theo về chính nghĩa quốc gia, anh sẽ được đối xử tử tế. Đó là cái luật. Tôi đã nói tôi là nhân viên của chính phủ Đại tâm Việt Nam Cộng Hòa, thì anh còn mắc mớ gì anh còn hỏi thêm nữa, anh cái cần thiết là phải là nói điều này điều nọ không? Đâu cần thiết đâu. Còn nói tại sao tôi chọn Đại tâm Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái viện tư duy của tôi. Chỉ có hai điều. Một là tôi chọn Cộng sản, hai là tôi chọn Đại tâm Việt Nam Cộng Hòa, đơn giản như vậy thôi. Mà mấy anh là người đã chọn Cộng sản rồi, thấy không? Mấy anh tới đó, tôi chọn Đại tâm Việt Nam Cộng Hòa, tôi đang tới đây. Vậy thôi, đơn giản. Chứ không cần thiết phải đi làm vòng giấu đầu giấu đuôi gì cả. Cho nên có nhiều cái tình huống ngày hôm nay ở trong nước, có nhiều người là đi quá đà cái ranh giới sợ hãi không cần thiết đó, phải không? Cho nên mọi thứ chúng ta phải cần là phải chỉnh đốn lại cái tư duy chúng ta, chứ chúng ta đâu có thể nào mà yếu đuối rồi mới là người ta sẽ ăn hiếp tấn công. Cho nên là nhiều ở trong quốc dân, ở trong nước ngày hôm nay, có nhiều nơi người ta cũng đang thắc mắc. Một người, 10 người đi đá đảo, gần 100.000 người đứng trên bờ lề, lề đường, vỉa hè, ngắm nhìn. Những hạng người mà đứng hàng 100.000 người đứng trên vỉa hè ngắm nhìn những cái thứ đó bữa nay đó, bị ăn dùi cui, nó đánh chợ, nó đánh tơ bờ, nó vô nhà, tao nói... nó đục, nó khoét, nó đay, nó đạp cây cối, cây kiển này gì, nó đạp, nó đánh, nó đá, nó dập, nó tơ bờ, không có cái lý do gì để nói, để mà phản biện cả. Ra đứng ơ, đớ lử, đứng đó, chịu. Bởi vì sao? Cái lúc mà Cộng sản nó chưa tới hại mình á, thì mình khi dễ những cái người đang bị hại. Mình không có một lời tới đó, mình giúp đỡ, không có góp ý kiến gì cả, đứng chống nạnh nhìn. Một ngày kế tiếp nó tới nhà mình rồi, nó đập, nó phá cây kiến, cây ung gì. Nó đập, nó dục tơ bờ hết. Đó, Cộng sản nó dạy cho những cái đám mà gọi là không biết binh vực á, những cái bài học để đời. Bởi vì ngày hôm nay quý vị không có cái lý tưởng để mà quý vị nói lên câu lý tưởng của mình, cái đâu khi mà nó tới nó đập phá nhà mình, đập phá cây kiển của mình, mình không có cái câu gì nói lên, sao không biết lạ kỳ. Bởi vì sao? Quý vị tự cho ngạo mạn đứng cõi một mình, cho nên khi tới mình bị họ, không có người nào tới góp ý kiến, không có người nào tới giúp sức giúp đỡ cho mình, là cái chỗ đó ngạo mạn thì chết cô đơn, chết trên nông cạn, nghe không? Cho nên
Như vậy đó. Cho nên xin thưa lại vấn đề. Tôi bữa nay cũng có cái ý muốn nhắn lời với lại Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tôi thưa với anh giúp tôi giúp anh. Đại tướng giúp tôi giúp đại tướng. Đơn giản như thế. Chúng ta có cách để đối xử với nhau. Với điều kiện chúng ta chấp nhận những phương cách của hai bên. Đơn giản như thế. Chứ chúng ta con người đàn ông mà, anh có cái trách nhiệm của anh, tôi có cái trách nhiệm của tôi. Thì tôi có thể nói rằng là anh giúp tôi giúp anh. Đại tướng giúp tôi giúp đại tướng. Đơn giản như thế. Anh đừng nghĩ rằng là chế độ cộng sản ngày hôm nay nó có khả năng đứng ở trên đó trường cũ. Cái mơ mộng của tập đoàn cộng sản ngày hôm nay có bằng cái mơ mộng của Tần Thí Hòn trước kia hay không? Nhưng rồi Tần Thí Hòn cũng phải cúi đầu trước cái vó ngựa huy hoàng của Lưu Bang kia mà. Đúng không? Các anh chưa có khả năng là xây dạng Lý Trường Thành để mà bảo vệ chế độ cộng sản của các anh. Nhưng mà ngày xưa bên Tàu Tần Thí Hòn có khả năng xây luôn quản Lý Trường Thành để bảo vệ cái ngai vàng của mình. Nhưng tên Tần Thí Hòn không có khả năng đoán được biết cái ngày cuối cùng của đời mình bị vó ngựa hùng dũng của Lưu Bang dẫm nát. Thì cặp tập đoàn cộng sản các anh cũng tương tự như thế. Rồi những ngày gần đây cái chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị quốc dân Việt Nam đạp dẫm nát lên trên đó. Cho nên hôm nay tôi nói rằng là đại tướng giúp tôi giúp đại tướng. Đơn giản như thế. Hôm nay ở trong nước tất cả các anh em cán bộ cộng sản, đảng viên đảng cộng sản, công an luôn luôn theo dõi và nghe livestream của Francis hằng ngày. Kinh khiếp. Ở trên đây chừng 300-400, chứ mà ở bên trong họ theo dõi là mấy chục ngàn người. Nhưng mà chưa có đủ. Bởi vì là ở trên quốc dân đất nước Việt Nam là hàng trăm triệu dân ở trên đó, mà mới có trên dưới là 12 triệu đảng viên và đoàn viên Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh là chấp nhận nghe tiếng nói của Francis. Còn người dân còn là nghi ngờ, rồi là ngạo mạn, rồi là xem thường, rồi không có đủ tư duy suy đoán, rồi cứ nói là người ta sao mình dạy cái kiểu đó, phó mặc cuộc đời mình cho trào lưu của đất nước, của xã hội. Sai. Quý vị như thế là quý vị bị ăn dùi cui là đúng rồi. Đúng không? Quý vị như thế là quý vị ăn dù cui là đúng rồi. Có đôi lúc công an á, nó nói rằng á, là cái anh yếu đuối như thế này mà làm sao mà có thể là chống lại họ được. Làm sao đi theo chính phủ Đệ Tam Việt Nam của họ được. Theo chính phủ Đệ Tam của họ còn phải có sự quyết tâm. Sự quyết tâm mới cần thiết, có khả năng là chịu đựng và đi theo để phục vụ quốc dân Việt Nam. Nó là cái điều kiện cần thiết để quý vị phục vụ quốc dân Việt Nam. Chứ những cái con người mà yếu đuối quá đâu có được đâu. Nghe người cộng sản nói cái gì hay là tuyên truyền cái gì chút xíu chúng ta bán tính bán nghi, chúng ta bán tính bán nghi rồi là chúng ta có thể là xen ngang hoặc là chúng ta là đủ mọi hình thức nghĩ suy nghĩ về tiêu cực. Có nghĩa là cái gánh nặng, cái gánh là hành trang lý tưởng, hành trang đầu tiên của chúng ta bị thời gian nó làm vơi đầy, vơi hết. Bởi vì sao?
chúng ta không có tư duy tin tưởng ở trong đó thì là nó vơi đi là đúng rồi. Không không trung thành với mình thì làm sao chúng ta có thể trung thành với lại người bạn, với lại tổ chức, với lại đồng bào của chúng ta được. Lúc mới cái gánh lý tưởng đầu tiên ra đi, ngay thấy nó nặng đè trên đôi vai, đầy là khẳng khói, là trách nhiệm, rồi là quyết tâm đầy đủ ha. Dùng thời gian ngắn mà có khả năng là suy đoán được cái tư duy của mình. Không trung thành với mình. Cho nên là xin thưa quý vị, quý vị hãy tự trung thành với mình, rồi tự nhiên mình hòa được với mọi người. Mình không trung thành với mình thì đừng có mong rằng mình hòa với mọi người. Đừng mong rằng là mình tuân theo cái mệnh lệnh nào cả. Cho nên xin thưa là tất cả các cô bác anh chị em ở trong nước, nói chung là đồng bào chúng ta, đừng bao giờ bước qua cái ranh giới sợ hãi không cần thiết đâu. Mà chúng ta hãy nói với nhau rằng là dù tập đoàn cũng sẽ nó có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, một ngày gần đây chúng nó cũng không thể nào bay lên trời hoặc là chui vô lòng đất được. Với điều kiện chui vô lòng đất là chúng ta chôn nó thôi. Cho nên là đừng bao giờ yếu mị khi mà nhìn thấy một đồng đội của mình bị một cái gì đó, là chúng ta lại đứng ở trên vỉa hè chống lạnh, thì một ngày kia dùi cui tới nhà của quý vị, nó đập, nó đá, nó hất khủi, nó xem quý vị một cái thứ gì vừa bận, nó muốn là cho quý vị rời khỏi cái xã hội của họ. Bởi vì nó chẳng bao giờ ngại cái chuyện mà nó dùng là gọi là giải quyết cái nạn nhân mạng ở trên đất nước. Mọi thứ tình hình ở trong nước Đức Quốc Công Tổng thống Đồng biết hết tất cả. Biết hết tất cả. Và nên nhớ. Cũng như thường lệ, tất cả các anh em ở trong nước là yêu cầu, nhất là các anh giám đốc công an trong nước, yêu cầu Francis này đọc những cái thông báo của chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa gửi ra bất cứ thông báo gì. Nhưng mà không phải thông báo nào tôi cũng đọc hết rồi, tại vì nó nhiều quá, phải không? Thì rảnh tới đâu thì tôi sẽ đọc tới đó cho các anh, với một sự yêu cầu quyết định của các anh. Phải nói là các anh chơi nó hơi quá đáng đối với tôi. Tôi có nhiều cái chương trình khác để tôi làm việc, phải không? Nhưng mà cái sự yêu cầu các anh như thế này thì tôi sẽ thiệp bài để mà tôi chịu chuộng anh thôi. Vậy thì bữa nay tôi xin đọc cái thông báo. Thông báo trong Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc gửi ra tại Văn phòng Thường trực Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Chánh phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Phiêu Phúc 2807 Anaheim, Cali 92814. Thông báo trên 3.000 người trong 26 ngày ghi tên đón Đức Quốc Công. Anh nghe chưa? Nghe chưa? Cho nên cái chuyện mà đón Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không thể không quyết định những ngày tháng kế tiếp. Bởi vì cái tình huống này nó làm cho quý vị là thắc mắc, đặt ngàn câu hỏi, đúng không? Làm cách nào, phải không? Làm cách nào mà để Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước? Thì tôi cũng đặt lại câu hỏi, làm cách nào ngày 30 tháng 4 năm 1975 mấy anh vào cúp chính quyền ở miền Nam Việt Nam? Mấy anh có thể trả lời câu hỏi đó được không? Thì quý vị có thể nói rằng lính miền Nam nó không biết đánh giặc, đánh cái chạy. Thì tôi cũng trả lời. Rồi một ngày kia các anh chỉ cần là lấy cái nỏ thần khỏ một cái cục, cái là mấy anh là không có ngỏ đi ở đâu hết trơn. Mấy anh tự nhiên là trao quyền lực
đúng giấy mực của nó, mà đúng giấy mực lời hứa các anh đã hứa ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Đơn giản như thế đó, nhẹ nhàng, phải không? Chứ quý vị đừng đặt câu hỏi là làm cách nào, đó là cái cách đó đó. Cách mà chúng ta thực hành những gì anh đã hứa. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, Cali ngày 26 tháng 11 năm 2020. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý tướng lãnh, quý đại biểu và quý đồng nhiệm, thành viên cùng những chiến sĩ cựu chiến binh Vương lực Việt Nam Cộng Hòa và các bạn trẻ thân mến. Nhân ngày lễ tạ ơn Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả đồng bào và các đặc biệt là sự biết ơn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Cùng các lực lượng đồng minh Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu, những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh cho lý tưởng tự do và nền độc lập tự do cho Việt Nam. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý giới chức, quý tướng lãnh, quý đại biểu Chính phủ, quý đại biểu Quốc hội khóa 1 và quý thành viên đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Lời chúc sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, đoàn viên đồng nằm ấm trong gia đình, ngập tràn hồng ân của Thượng Đế. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn đến gia đình của tất cả quý giới chức, quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý thành viên đồng nhiệm đã giúp đỡ ủng hộ cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đại Tam hoàn thành nhiệm vụ giải thể tạ quyền cộng sản tại Việt Nam. Quý vị nghe đó nha, nghe đừng có run, đừng có hồi hộp, không có sao hết. Tôi nói là quý vị đã hạ cánh an toàn rồi. Kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2020 cho đến nay, chưa đến một tháng mà đã có là 661.881 người ghi tên đón Đức Quốc Công. Tính ra mỗi ngày có hàng ngàn đợt đồng bào và các bạn thanh niên ghi tên trên mạng www.dontongthong.com để đón chào khi ngài trở về. Quý vị không tin, nhưng cái con cờ, con tốt mà nó đã qua sông rồi là chúng tôi không có khả năng nào mà buộc cái con tốt mà nó thụt lui lại được hết, đúng không? Trời, tội nghiệp cho con tốt trên bàn cờ, chỉ tiến không lùi, chẳng dám mơ. Mỹ tử rượu hồng nhường xe pháo, vẹn lý chinh y đẫm máu đào. Nhớ điều đó nha, nhớ điều đó. Con tốt và xong rồi thì con tốt đã không được phép đi lùi. Xin trân trọng khen ngợi quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý vị thức giả anh thư Hào Kiệt và các bạn trẻ Việt Nam yêu nước đang mạnh mẽ truyền bá tin tức của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, khiến cho mọi người thêm nao nức gia nhập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thật sự chứng minh tinh thần hy sinh bao dung độ lượng và sự lãnh đạo nhu hòa của Tổng thống Đào Minh Quân như ánh đuốc thiên chiếu sáng soi đường cho các thế hệ chủ lực của đất nước sẽ phá tan bóng đêm cộng sản để đem hạnh phúc, yêu thương, tự do, no ấm đến cho đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nghe rõ từng lời cảm ơn. Trân trọng thông báo và kính chúc Văn phòng Thường trực chúc mừng Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khi con tốt và xong rồi là không có cách nào vãn hồi được, đúng không? Không có cách nào vãn hồi. Giờ một là phải bó tay chấm cơm, hai là không còn lý luận nào khác nữa. Quý vị bên đêm nay quý vị được quyền từ chối, không muốn nghe, nhưng ngày mai đây quý vị không có đủ lý lẽ, quý vị khước từ nữa, là sự thật
là vắng là sự thật, đúng không? Xin phép. Bữa nay quý vị tha hồ mà chat đi, quý vị chat đi. Nhưng mà một ngày kia quý vị có ngon, đừng có bao giờ xóa cái tên nickname của mình, đừng có bao giờ xóa cái nickname của Facebook của mình. Như vậy quý vị mới là anh hùng, phải không? Rồi quý vị sẽ gặp tôi tại Dinh Độc Lập, lúc đó quý vị mới là ngon, phải không? Quý vị bên lên đây là quý vị à, tỷ a muội ở trên đây là quý vị phải nói là mấy anh công an á, mấy anh nó cũng bực lắm, cũng khó chịu lắm, bởi vì chính mấy anh làm trở ngại vô trong diễn đàn Francis, đông áp đảo, làm Francis này không vận tải những thông điệp cần thiết cho tất cả các ông giám đốc ở trong nước, giám đốc công an trong nước để theo dõi. Chính các anh làm trở ngại Francis này, phải chưa? Chứ không phải là các anh vô diễn đàn. Khi mà tập đoàn cộng sản mà đã chấp nhận thì đi ngược lại cái các anh lên trên diễn đàn của tôi, các anh chắc chắn tiêu cực là cái sự trở ngại cho cái sự theo dõi của tất cả các ông giám đốc, phó giám đốc công an ở trong nước. Tại sao tôi hồi nãy có tuyên bố cái câu quý vị có theo dõi kịp ý tôi muốn nói gì? Tôi nói là đại tướng Tô Lâm giúp tôi giúp đại tướng. Quý vị hãy theo dõi cái câu đó. Phải có cái nguyên nhân của nó, đúng không? Cho nên là các anh tìm cách là chạy trốn sự thật. Mà sự thật thì tại sao quý vị lại chạy trốn? Tuy rằng nó có một chút gì đó, nó có thể là quá sự thật, giống như ánh sáng mà sáng quá. Con ông nào mà có vị nào dám mà nhìn lên ánh sáng của mặt trời không? Không có, đúng không? Vậy mà nó làm cho tất cả ở dưới hồng trần chúng ta là nhìn thấy rõ nùm nọ, cái kim sợi chỉ rơi xuống đất cũng nhìn thấy nữa, đúng không? Nhưng mà cái ánh sáng nó làm cho chúng ta rất là đau mắt, đau kinh hồn, mà chẳng có ai dám nhìn cái sự thật ánh sáng của mặt trời, đúng không? Chẳng có một người nào ở trên dương gian này, trừ ra quý vị mà có được kính được kính đèn liếc gái có thể có khả năng ngước lên nhìn mặt trời một chút xíu, ha? Chứ mắt bình thường không có ai có khả năng. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá sự thật. Mà sự thật là gì? Đau đớn lắm. Cái chỗ đau đớn đó có khả năng là soi nhìn thấy những cái vật mà li ti như cái kim sợi chỉ ở dưới mặt đất. Thì tập đoàn cộng sản các anh ở trong nước thì một ngày mai đây, hôm nay quý vị nghe là thấy quý vị sao mà nghe nó khó chịu, đúng không? Nó khó chịu, nghe Francis này nói chuyện rất là khó chịu, là bởi vì quý vị không tin, và quý vị đặt cái niềm tin ở trong cái chỗ là quý vị tin rằng là chế độ cộng sản là nó sẽ mãi mãi nằm ở đó, và quý vị không tin chính phủ đề tăng Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên quý vị khó chịu là từ cái khúc đó mà thôi. Chỉ có cái khúc đó mà thôi. Hôm nay tôi bắt ống rồi cho quý vị biết rằng là quý vị là khó chịu cái khúc đó mà thôi. Đặt niềm tin sai chỗ. Rồi quý vị là chê ngờ vực chính phủ đề tăng Việt Nam của họ. Mà văn chương Việt Nam mình nói sao? Đã có khởi hành, ác hẳn có đến. Mà đề tăng Việt Nam của họ đã khởi hành năm 1991 cho đến nay. Mà tập đoàn cộng sản nó biết được cái điều đó, và nó cố đánh phá đại tâm Việt Nam Cộng Hòa chống bằng được, trong mọi hình thức đánh không được, trong khi là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa nó sẽ tăng đại pháo kinh khiếp luôn để dày đặc ở miền Nam. Trời ơi, xích động cái là đại tâm Việt Nam Cộng Hòa nó có chín năm cái đó. Chết toi luôn đó. Rồi đệ nhị Việt Nam Hòa là trời ơi, đại pháo rồi B-52 rồi kinh khiếp không? À, đồng minh rồi cũng đông dày đặc luôn. Nhưng mà các anh vào cướp chính quyền ngày 30 tháng 4 năm 1975 bằng một cái búng tay. Đơn giản như thế nào, đúng không? Tôi nói mấy cái khúc này chả mấy anh khó nghe lắm. Tại vì sao? Nó sự thật, đúng không? Vậy thì với anh đừng có suối chính phủ đề tăng Việt Nam Hòa phải có súng đạn nữa nha.
đó, súng đạn để tăng về để nhị Việt Nam Cộng Hòa, để nhất Việt Nam Cộng Hòa đó, quân đội có đó. Nhưng mà có đôi lúc quân đội hay là súng đạn không bắn chết người, không bắn chết người, bị các anh xích động 9 năm và 13 năm sau đó là cả hai nền để nhất đại diện Việt Nam Cộng Hòa mất tiêu luôn. Mà chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa, các anh quấn 30 năm quấn hỏng ngã, 30 năm luôn. Quý vị nhìn thấy ở Cali bây giờ, ngày xưa Cali là không dám có cờ đỏ ngũ sao vàng, ngày hôm nay cờ đỏ ngũ sao vàng nó ăn phở, nó ngồi nó ăn phở luôn. Và cờ đỏ ngũ sao vàng nó nằm tại văn phòng luật sư của người Việt quốc gia luôn. Và cờ đỏ ngũ sao vàng nó nằm phất phơ dọc đường đi đối về ở Cali luôn. Cố tìm tới để tâm Việt Nam Cộng Hòa quấn tóc bi cho bằng được, nhưng không được, quấn không được. Cái chỗ đó là gì? Bởi vì người lãnh đạo có một sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm của người lãnh đạo của đệ tâm Việt Nam Cộng Hòa nói nhỏ thì nhỏ lắm, nhỏ xíu xíu, nhỏ mà nó không chứa đựng được nó. Mà nói về cái lớn, nó lớn không có thứ gì che đậy được nó. Cái chỗ đó người Cộng sản không với, không bước đến gần là cái chỗ đó. Tới thì nó nhỏ luôn, nó nhỏ mất tiêu, nó nhỏ là không có tìm ra, nó không chứa đựng được nó nữa mà. Thì làm sao quý vị biết được nó ở đâu mà quý vị đòi đánh, thấy không? Và đến khi mà nói về cái mặt lớn của nó thì nó lớn. Nó lớn đến đâu mà Liên Hiệp Quốc cũng phải biết. Nó lớn đến đâu mà Hoa Kỳ cũng phải chấp nhận song hành làm việc. Thấy chưa? Thấy cái lớn của nó chưa? Và thấy cái nhỏ. Cái nhỏ của chính phủ đại tăng Việt Nam họ đến đâu quý vị bơi lội không tìm ở đâu luôn, không tìm đâu thấy luôn á, cái nhỏ vậy. Và cái tụ nghĩa đường nó không có nghi nga giống như là dinh Độc Lập, không phải giống như vậy, nhưng mà nó chứa đựng được những cái mà ở dinh Độc Lập trước kia không có khả năng chứa. Và từ đây mai sau không có thứ gì ở tại nước Việt Nam mà không xuất phát từ tụ nghĩa đường. Đó. Quý vị nghe người ta bình luận với con mà càng lớn càng nhỏ lớn không? À, quý vị, tôi đố quý vị biết con đó là con gì. Càng lớn càng nhỏ càng lớn. À, cho nên là quý vị... Trời, trong cái thời kỷ ngày hôm nay là có những cái chiến lược như thế đó. Cho nên là Tập Cận Bình ở trong cái chuyện mà đánh đệ tâm Việt Nam của họ có Tập Cận Bình trong đó nữa. Mà Tập Cận Bình cũng không được. Nói có thể Tập Cận Bình, có nghĩa hôm trước tôi thưa sao? Tập Cận Bình có thể là không bao giờ sợ Tổng thống Trump, nhưng mà sợ Tổng thống Đồng Minh Quân. Sợ nhiều, nhiều mặt lắm. Mà còn bảo vệ cái sự an nghi của Tổng thống Đào Minh Quân. Bởi vì sao? Bởi vì còn phải thương lượng. Bởi vì là cái tờ đơn 38.000 tỷ kiện Tàu Cộng đưa Hồ Chí Minh gián điệp để lãnh đạo Tập đoàn Cộng sản gây ra cái cuộc chiến tranh chết hết mấy triệu nhân mạng của hai miền Nam Bắc. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kiện Tập Cận Bình. Cho nên là cần phải gìn giữ bảo vệ cái an nguy của Tổng thống Đồng Quân để chi? Để ngày ra tò còn có cái chỗ thương lượng. Nếu mà hại Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân là bởi vì trong cái tờ đơn Tổng thống Đồng Quân có ghi là dầu ngài có bệnh hệ gì, việc này còn phải kiện đi đến tới nơi tới chung. Cho nên Tập Cận Bình cần phải bảo vệ sự sống còn của Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân. Cho nên Tập Đồng Quân sẽ tìm đủ một cách quấn để ta Việt Nam Cộng Hòa quấn không được là chỗ đó. Nhưng mà Cộng sản có khả năng quấn đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, có khả năng là tiêu diệt sách động, tiêu diệt đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, mà không có khả năng tiêu diệt hay là đụng đến cái chân lông của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nó rất là có nguyên lý, cái đúng không? Rất là logic, đúng không? Phải có cái sự thương lượng chứ.
Trời ra to, xong rồi nó ok thôi được rồi, bây giờ tôi muốn ngồi lại thương lượng. Cho nên tôi mới nói là Tập Cận Bình sợ tổng thống đồng quân gấp mấy lần hơn sợ tổng thống Donald Trump. Trời ơi, kêu Tô Lâm hạ lệnh đưa đàn em qua bên Đức nó là bắt, là trịnh xuất thanh bắt phát, bắt là bắt chúng liền. Nhưng mà đã từng hạ lệnh bao nhiêu lần ra qua bên Mỹ để mà bắt ngài tổng thống đồng quân, bắt đâu có được đó. Đó, quý vị lên trang nhà có công an cộng sản coi thử cái trác tòa năm xưa hạ lệnh ra cái trác tòa rồi bắt Đức Quốc Công tổng thống đồng quân, quý vị lên trang công an còn có cái tờ đó ở trên cái trại nhà của công an cộng sản không? Và quý vị biết tại sao mà bây giờ cái trác tòa đó lại tên Tô Lâm lại lấy xuống không? Quý vị biết không? Cái chỗ đó thôi. Để cho quý vị biết cái uy quyền của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, Đức Quốc Công tổng thống đồng quân như thế nào, hạ lệnh như thế nào. Đó. Để cho quý vị nhìn, cho quý vị thấy, nếu tôi không chứng minh như quý vị, thì quý vị nói, ồ, ông Francis nói vậy mà không biết có đúng không? Thì tôi đề nghị ra quý vị lên trên nhà của công an coi thử cái trác tòa năm xưa đã gắn lên trên đó rồi. Nhưng mà bây giờ cái trác tòa đó ở đâu? Tại sao tên Tô Lâm lại riu riu lấy số? Nguyên nhân là... Nguyên nhân bởi vì khi ánh nắng mặt trời nó mạnh như thế đó thì nó làm chúng ta rét mắt khó chịu. Cái chuyện đó chuyện bình thường. À. Cho nên là quý vị đừng có bao giờ là từ chối, quý vị từ chối không, quý vị chạy theo thoát không được, nó làm cho quý vị khó chịu. Quý vị phải đứng lại và quý vị phải nhìn thấy đối diện cái sự thật mà Francis này đã từng nói rằng Francis lên đây là để diễn tải thông điệp đến cho tất cả toàn dân, trong đó có cả đảng viên Đảng Cộng sản, có cả các anh là giám đốc, phó giám đốc công an trong các tỉnh. Chứ vì tại vì quý vị khó chịu, quý vị không chấp nhận sự thật. Giờ còn cách nào nữa Francis này lên nói khác hơn được? Làm cách nào Francis nói khác hơn rằng ở trên cái trang nhà của công an của Tô Lâm lại cái trác tòa năm xưa triệu tập triệu tổng để kết tội tổng thống Đàm Vương là khủng bố thế này, khủng bố thế nào. Nhưng mà rồi cái trác tòa đó bây giờ ở đâu? Đó, Francis này cắt nghĩa cái cách khác hơn. Không có còn cái cách nào để Francis này cắt nghĩa cả. Bởi vì tổng thống Đàm Vương không phải là khủng bố. Bởi vì tổng thống Đàm Vương điện thoại lên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ra lệnh cái tòa án cộng sản nào mà ra cái trác tòa phải tự thu hồi lại cái trác tòa. Tên Tô Lâm vội vàng lên cái trang nhà của công an là kéo đem cái trác tòa xuống là dục vô thùng rác. Cho nên là tập đoàn cộng sản nó đâu có dám để đó. Tên Tô Lâm là quyền quy sân xét trong tay cũng đâu có dám mà để chậm trễ ngày nào đâu. Khi mà cái công hàm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nó gửi đến là phải vội vàng lấy xuống, đúng không? Xin thưa quý vị, tôi nhắc lại, tại sao Đức Quốc Công tổng thống đồng quân lại có khả năng điều hành luôn cả tới cái Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vậy? Nếu mà tổng thống đồng quân không phải Đệ Tam Việt Nam Hòa là sự thật, là chân chính, thì tiếng nói của tổng thống đồng quân không có cân lượng ở trong Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Hoặc không có cân lượng thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ không có khả năng hạ lệnh về cho tập đoàn cộng sản trong nước để thu lại cái trác tòa. Cách giải bày của Francis như thế đó, không có cái cách giải bày nào khác hơn được. Quý vị được quyền có khả năng hỏi Bộ trưởng, Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm rằng tại sao ở trên trang nhà của công an lại mất đi cái trác tòa đó.
đúng không? Nhưng mà ở trên những cái truyền thông mà gọi là không không chính trực, là chẳng hạn như là báo hoặc là Đài Phát Thanh, Lâm Xuyên, Long An, Cần Thơ, Đại Khái, hoặc là Sài Gòn Online, rồi mấy cái tờ báo lá cải, nó lâu lâu nó hâm nóng lại, nó nói Đài TV NH1 gì đó là có ra cái trách to đòi triệu tập tổng thống Đào Minh Quân trở về nước, cái tội mà đốt mấy trăm chiếc xe Honda ở phi trường Tân Sơn Nhất năm xưa rồi. Chứ tập đoàn Cộng sản đâu dám mà nó đưa những cái tiếng nói Đài Phát Thanh chính trực của Cộng sản đâu. Nó đưa lên những cái từ báo lá cải rồi Đại Khái, rủi có cái gì kiện thưa hay là khiếu nại, nó nói mấy cái đó là mấy cái tờ báo lá cải, mà tờ báo lá cải từ nước nào lại không có, đúng không? Cho nên trong trang nhà có tên Tô Lâm làm gì có, làm gì có còn cái trang tàu đó nữa. Trời, Tô Lâm sợ ríu rút sợ. Bởi vì sao Tô Lâm ngày hôm nay là có nằm ở trên blacklist, trong cái sổ đen của Liên Hợp Quốc, rằng là Tô Lâm là quân khủng bố. À, qua bên Đức là bắt người là bất hợp pháp, và để dùng 430 mấy triệu, 430, trước tôi nói 430 mấy ngàn đô la là tôi nói lộn, mà 430 mấy triệu, 430 mấy triệu đô la để mua đồ vật của bên Đức, thay vì là chuộc để cho tên Tô Lâm trở về nước một cách an toàn. Đó là một cái nhục của tập đoàn Cộng sản, một cái nhục của tên Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, mà bị Liên Hợp Quốc là đặt ở trong một cái sổ báo động là quân khủng bố. Đó, tuyên bố người ta khủng bố, người ta chưa là mình khủng bố, mình trở thành là vị khủng bố. Cho nên là quý vị đừng có thắc mắc là tại sao hôm nay Francis lại nói bạch tuộc ra cái điều đó. Quý vị khó tin, giống như tôi nói là cái sự thật nó chó ăn mắt, nó đau mắt, nó khó chịu. Nhưng mà nó là sự thật. Ở trên đời này, trong cái hiện kim này đó, chúng ta có thấy hai người, có hai người mà có một cái tình huống tôi nói nó giống như nhau. Thứ nhất là một cái vị trung quý Winston Churchill, mà khi chia tay cuộc đời thì sau đó ông trung quý Winston Churchill thì được trở thành một vị thủ tướng Anh Quốc, và được nữ hoàng Anh phong tặng một cái tước hiệu là bá tước Winston Churchill. Churchill. Bá tước. Thì tôi xem về lịch sử của một người đi trước, một người đi sau. Người đi trước là trung quý Winston Churchill, và một vị trung quý Đào Minh Quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có nhiều điểm đồng vô cùng, rất là nhiều điểm đồng. Phải nói là kể mới tới sáng cũng chưa hết. Mà tôi xin lược kể sơ đây cho quý vị nghe rằng là khi sinh ra trên đời người thanh niên Việt Nam, mặc nhiên là khách nợ của vua, của dân, mà người xưa được gọi đó là cái nợ tan bồng. Vì thế người thanh niên Việt Nam luôn ứ trạng sinh lực, xem nợ tan bồng là một giấc mơ kiêu hùng của thanh niên Việt Nam. Vì thế Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã tham gia và làm trách nhiệm thiêng liêng kiêu hùng của một đời trai trong chinh chiến. Ai đến lứa tuổi luôn e dè trong cái thời thập niên 70, cái thời đó kinh khiếp lắm quý vị. Vậy mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì ngược lại và hiên ngang đáp lời sông núi, để xã hội chấp nhận, để xã hội huấn luyện mình để mà trở thành một vị sĩ quan, một vị chỉ huy của một cái
cái biệt đội đặc biệt là Hắc Thổ, can trường luôn bám sát gót chân của quân thù tại địa đầu dưới tiên. Ngài cũng là một cái nhà thơ xứ ngôn nguyên và là một nhà những cái tác phẩm có sản xuất ra nhiều chiến đấu ca và trường khúc mang cái tên hiệu là Anh Thương trong lúc đó. Còn ông Trung Quý Winston Churchill tuy xuất thân có khác thời nhưng cũng cùng chung cấp bậc và chức vụ, cũng kiếm cung. Nhưng sự an nghi của thủ tướng thời này mình gọi là thủ tướng, chứ thời đó ông còn trung tướng, là thỉnh vượng. Đời ngang dọc dọc ngang vây trả trả vây, tưởng chừng như đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng không. Mà trái lại, ngày đó mới chính thức là ngày bắt đầu cho những đại dũng sĩ dân tộc. Lúc này người ta mới lưu ý đến cái và nghiên cứu đến cái chữ nhẫn, nhẫn vững ngã mà không ngã. Đối với ngài tổng thống Đào Minh Quân là cái chỗ đó. Nhẫn vững ngã mà không ngã, trời ơi, cái chỗ này quá ư là tuyệt hay luôn. Cũng như mọi binh chủng khác của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ngài cũng bị vào tù khổ sai của Cộng sản. Nhưng sau đó ngài đã vượt ngục và lái con tàu VNKG-0602 cùng 524 thiền nhân khác vượt khỏi nhà tù lớn và ra khơi và cái trái núi nghìn con của cuộc đời bắt đầu triệu nặng trên đôi vai của ngài. Chứ đâu phải là ở trong nước đi gia nhập vào quân ngũ rồi đánh trận này gian khổ đồi núi nọ, vùng chiến thuật này tới vùng chiến thuật nọ gọi là khổ đâu. Không, cái lúc mà ra khơi rồi cái trái núi nó mới bắt đầu triệu nặng lên đôi vai của ngài tổng thống Đào Minh Quân. Nghe rất là hấp dẫn và ly kỳ, có đúng không quý vị? Xin nắm tay để nhắc đến là ông Churchill của Anh Quốc đi cùng với chúng ta một đoạn đường ha. Gọi đúng hơn là ngài là lúc Trung Quý Winston Churchill, cũng đâu thua kém gì so với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta. Sau khi ngài bị bắt, Trung Quý Winston Churchill cũng bị bắt, chứ đâu phải tôi nói giống y chang, cho nên tôi mới thưa là hai vị này người trước người sau nhưng mà có những cái hành trình trong cuộc đời nó giống rất là hay. Và cũng bị nhốt tù ở tại là Pretoria ở Nam Phi, ngài cũng xé tù nhỏ và vượt ra, và cũng cái trái núi nghìn cân cuộc đời bắt đầu nặng chịu trên đôi vai của ngài. Hấp dẫn thật tình, vô cùng hấp dẫn. Người đời lắm chuyện lắm lời, vật chi một miếng trẻ rời muôn phân. Tôi nói cuộc đời có ông Trung Quý Winston Churchill phải nói là cũng vô cùng thảm khốc luôn. Người đời buộc ông Trung Quý Churchill mà nào là yếu hèn, nào là vượt ngục mà không rủ người khác đi cùng, vân vân. Oh man, vượt ngục mà nghe nói giống như ăn gió rồi. Đi rủ người khác mà không rủ thì người ta chửi, mà ta chửi, ta nói chửi sáng chửi, trưa chửi, chiều chửi, họ chửi như vậy. Quý vị đừng có nói là tiếng Mỹ họ không biết cách chửi ha, họ chửi họ mạ nhục, mà phải mà nhục mà đi ăn dỗ mà không rủ thì ok chịu, người ta chửi cái này đi vượt ngục mà không rủ nó cũng chửi nữa, có nghĩa là miệng đời khó chịu. Họ đem cái câu chuyện độc hành vượt ngục của Trung Quý Churchill làm đề tài ngăn chặn cái tiến trình kiếm cung của ngài trên mỗi khía cạnh một cách tàn bạo và không tiếc lời. Kinh khiếp. Thế giới tự do và nền văn minh cái gì đó để người tị nạn của chúng ta hãnh diện và tự hào. Người lớn thì nghĩ về việc lớn, người nhỏ thì nghĩ về việc nhỏ. Ai cũng đều có cùng chung một quan điểm là chúng ta ai cũng cố gắng chuốc kiếm mài gươm để quấn tan quân thù trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Thời gian thôi đưa hết vị giáo sư này đến các ông luật sư nọ chen lẫn nhau, tốt nghiệp là từ các
trường đại học danh giá là vang dội, thơm nức lòng cho cả cộng đồng người Việt quốc gia khắp trên Hồ Vũ. Thiết tình trong cung cách đầy hứa hẹn, có khả năng là vén cả mây trời ôm bóng nguyệt luôn. Như muốn thiêu đốt xác quân thù, muốn nghiền nát xác quân thù. Nhưng gươm mà chưa kịp bén thì bị giặc cộng nó bơi qua bờ Tây Dương rồi nó thu hết kiếm cung, lẫn cả linh hồn của người Việt quốc gia tại nước Mỹ hôm nay không biết ranh giới quốc cộng ở đâu mà lường đó quý vị. Thực sự quý vị, bữa nào quý vị đi qua Cali quý vị thấy bây giờ không biết quốc cộng nằm ở đâu, cái ranh giới quốc cộng. Thường thường những cái ranh giới ở bên đó là người nào mà đi ở bên cái lề phải thì người đó là quốc gia, người nào đi bên lề trái là người đó cộng sản, tôi nghĩ vậy. Bởi vì sao? Bởi vì người nào cũng cho mình là quốc gia cả. Nó mượn cái áo, chiếc áo của quốc gia. Bởi vì nó khuynh lót đủ thứ chuyện. Bây giờ bên Mỹ thôi nè, ê chề đó mọi người, ê chề chán trường. Ngày xưa có thể nói ABC chẳng ngày hôm nay quý vị qua bên Cali quý vị nói về chứng là chiến sự được chút xíu không biết chuyện gì xảy ra cho quý vị luôn, cà phê, ly cà phê nó có thể nó bay vù ở trên không gian luôn. Vì tình hình trên thế giới biến động không ngừng trong những thập niên 40, cựu trung quý Churchill tái xuất và tranh đấu quấn bại các đối thủ nặng ký để đạt được tới cái điểm đứng ở trên diễn đàn chính trị của nước Anh và để trở thành một vị nguyên thủ thủ tướng đầy mưu lược và hạ lệnh phản công quân Đức và giành chiến thắng trên khắp mọi miền đất nước, khắp mọi chiến tuyến. Thấy oanh liệt không? Ông phải bước qua bao nhiêu cái kỳ công để là chấp nhận. Nhưng mà tôi có cái khoảng, có cái khoảng không để chứa đựng quý vị chứ, chẳng hạn như mà tôi dẹp cái khoảng không đó thì quý vị sống mà xa, quý vị có chỗ nào để mà quý vị dung thân, có chỗ nào lên đây phải tương tác với Francis để quý vị có gọi là một chút chứ. Cho nên xin thưa quý vị là nó có những cái tình huống xảy ra mà chúng ta lược vào lịch sử thì chúng ta còn phải là thông cảm để mà chúng ta kiên nhẫn để nghe, để hiểu biết. Trời ơi, các anh mình nên nhớ là nha, Francis này dẫn tải những cái tin tức mà quý vị là mai mốt là quý vị là tôi đã nói là quý vị đi đào, đi bới lên. Bởi vì là đó là những câu trả lời cho đáp án của quý vị thi vào đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nên nhớ nha. Những cái chuyến độc hành dài như vô tận của cựu tổng thống Đào Minh Quân, của cựu trung quý Đào Minh Quân trong cái thời đó, giữa chốn muôn người mà ngài vẫn cảm thấy cô đơn, giữa lòng thức giả anh hào anh kiệt mà ngài không nhặt được một mảnh để đồng hành. Thật sự cho nên là tôi mới nói là những cái đám mà ngày hôm nay là gọi là thức giả độc giả rồi, trời quái gì đâu, mang cái danh hiệu xé trời gồm mây nhưng mà chẳng có lợi ích gì cả, khổ. Trong cái thời chinh chiến, ai có vũ khí thì có quyền lực. Khi cái cây súng sắt còn nhả khói còn có chết người, khi nó không nhả khói hết chết người. Nhưng mà hôm nay trong cái thời bình và chúng ta đang nằm ở trên mọi địa lý khác nhau với những cái luật lệ bảo vệ khác nhau của từng địa phương khắp Hồng Vũ, ngòi bút và ngôn từ hôm nay là quyền lực. Một khi mà quyền lực có khả năng tiêu diệt và tàn phá một cách khủng khiếp, có những cái trường văn trận bút đã diễn ra và đã tiêu diệt những mầm mống lý tưởng không cùng chính kiến dọc đường đi và ảnh hưởng mãi đến về sau, cho dù cái trận trường văn trận bút kia nó đã ngừng hoạt động. Cho nên cái súng mà còn bắn đùm. Cho nên ngày hôm nay quý vị đừng có đòi hỏi phải có súng đạn, quý vị dẹp cái câu hỏi súng đạn đi nha quý vị. Súng bây giờ thì bắn chết ai được nữa đâu. Trời, quý vị đừng có mơ quá, phải không?
Ngài Đức Quốc Công Tổng thống nói cái đề vấn đề đó là gì? Bạo lực bằng là nói sát thương hơn vũ khí. Thấy không? Hơn vũ khí. Cho nên quý vị bỏ cần nên chia sẻ rõ như vậy. Chứ ngày hôm nay quý vị đã súng đạn đâu, bộ quý vị nghĩ là quý vị có súng đạn, quý vị có khả năng làm được hết mọi vấn đề hay sao? Trong cái tình huống này là không cần phải giải quyết nhau bằng cái súng à, đúng không? Quý vị còn thắc mắc rằng tập đoàn Cộng sản nó đâu có bầu tên Hồ Chí Minh đâu. Khi mà tên Hồ Chí Minh chẳng có được ai bầu hết, vậy mà đứng lên nó làm trái dạy dân tộc, quý vị cúi đầu chịu đựng. Cái đám quốc hội có bù nhìn có Cộng sản, quốc hội nó nâng bi, khó 11 nó nâng bi lên khó 12, khó 12 sẽ nâng bi lên khó 13. Chẳng có người dân nào đại diện bầu hết, vậy mà quý vị cúi đầu xuống vậy cho nên nó mới thấy là cái sự khung nhà giải trợ là cái chỗ đó. Quý vị đi ra đường quý vị hỏi ai bầu tổng thống Đại Anh Quân trong khi người ta hỏi lại ai bầu tên Nguyễn Xuân Phúc, ai bầu tên Hồ Chí Minh làm cha già dân tộc, ai bầu quốc hội có cộng sản khó 12, 13 như thế đó, quý vị không có khả năng trả lời. Chúng tôi bầu và trên là 7 triệu phiếu bầu của người Việt Nam khắp hồn vũ bầu. Đơn giản như vậy. Và Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là được có hiến pháp quy định và có cả Liên Hợp Quốc và có khối Âu Châu và Liên minh Âu Châu và là Liên Hợp Quốc thừa nhận. Đơn giản như thế đó. Hỏi thử xã hội chủ nghĩa của Cộng sản Việt Nam có ai thừa nhận không? Tôi đã nói rồi, quý vị có bao giờ tìm được có một cái công hàm tờ giấy nào mà ở nước ngoài ta gửi kính gửi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồ, thí dụ có cái tờ đơn nào mà nước ngoài ta liên lạc với nước Việt Nam bằng cái câu đó? Không bao giờ. Bởi vì trên thế giới không bao giờ chấp nhận cái xã hội chủ nghĩa, nhất là nước Việt Nam. Nước Việt Nam là anh gì mà có cái gọi là xã hội chủ nghĩa? Cái anh là vô vào miền Nam cúp chính quyền mà thôi. Ai chấp nhận cho các anh làm điều đó? À, ai chấp nhận cho các anh có mặt tại Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975? Và có cái nước nào trên đời này mà ghi là tôi sẽ đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi kính gửi Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng rồi, có không? No way. À, nhiều đó để xác minh cho tập đoàn Cộng sản biết rằng tập đoàn Cộng sản không có cái chủ quyền trên đất nước. Còn tại sao Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là quý vị không chấp nhận, tạm thời quý vị không chấp nhận ngày hôm nay, nhưng mà thế giới người ta công nhận và có cái đề tam Việt Nam Cộng Hòa, cho nên mới song hành với lại nước Hoa Kỳ với lại thừa nhận của Liên Hợp Quốc là cái chỗ đó. Nếu mà không có, không phải là sự thật, dẹp từ lâu rồi, không? Dẹp giống như là FBI xuống nó dẹp hết tất cả các cộng đồng của người Việt Nam mà thành lập hội đồng chính trị này chính trị nọ, hét ra lửa rồi tự nhiên nó xuống được, rồi FBI xuống nó rồi gây cái rồi mất tiêu luôn. Vậy mà Đại tam Việt Nam còn họ vẫn đứng vững cái chỗ đó, nhìn tới cái chỗ đó thôi thì quý vị cũng cảm thấy nhận diện thấy rằng là cái chân chính của Đại tam Việt Nam còn họ từ cái điểm đó, đó. Chứ quý vị ngày hôm nay lên diễn đàn Francis chắc ai bầu Francis thì bầu và trên 7 triệu phiếu bầu của quốc dân Việt Nam, đủ chưa? Hỏi thì tập đoàn Cộng sản có ai bầu nó lên? Hả? Ai bầu nó lên mà bây giờ nó ngồi đó, ai bầu tên Hồ Chí Minh con quỷ dâm tặc? Lúc nào con khoái ôm con nít mà nút nó biết lắm. Ơi thế này thế nọ. Thiệt tình cái đó mới gọi là có liêm sĩ hay không. Chế độ Cộng sản không ai bầu nó lên đó. Mà tại sao quý vị không tự hỏi rằng ai bầu Hồ Chí Minh lên làm cha già dân tộc? Ai bầu Nguyễn Xuân Phúc lên, ai bầu cái đám quốc hội bù nhìn của tập đoàn Cộng sản? Quý vị không có khả năng trả lời, đúng không? Còn để tam Việt Nam Cộng Hòa có bầu bén rõ ràng, có. Cho nên là đang xin thưa rõ cho quý vị biết như vậy đó, để cho quý vị là tường, để quý vị rõ.
Trong cái gánh u minh đang đè chịu đưa vai quý vị thì quý vị lúc nào cũng là cho cái đề tâm Việt Nam không, họ không có dễ mà tao nói ở trong nước tao nói nhìn thấy lá cờ đỏ vàng ba sọc đỏ nó sợ lắm. Tao nói khi mình có chỗ nào mà treo lên trầu ở đu đu viên công an rồi tao chảy rần lên chảy nó sợ lá cờ đỏ vàng ba sọc đỏ biết là sao sợ dữ vậy đó. Sao mà khi mà nghe nói rằng là Việt Nam Cộng Hòa mời quý vị nghe nhạc. Chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an bên người thân yêu. Cầu chúc quý vị những ngày tháng kế tiếp để đón để tam Việt Nam Cộng Hòa trở về đất nước. Và không quên gửi lời cho tất chúc các anh em mà cán binh cộng sản, các ông giám đốc, phó giám đốc công an, các anh hạ cánh an toàn rồi đó. Bởi vì Francis này nhận lệnh là người xin bảo vệ các anh đó. Cho nên bữa nay tôi mới nói là Đại tướng Tô Lâm giúp tôi giúp Đại tướng là chỗ đó. À bữa nay quý vị đã nhận được cái mật khẩu rồi, có đúng không? Xa lạnh lùng sông kim còn trôi, dùn sang kia còn rơi, không thấy anh về thăm anh ơi. Xưa nay còn đâu, không biết tại sao các anh sợ lá cờ vàng ba sọc đỏ dữ vậy. Có lần tôi có hỏi câu hỏi này cho cái anh công an, phó giám đốc công an, người ta nói nó là điều kiện sẽ xảy ra cái khủng hoảng xã hội. Để nói cái anh giải bày như thế nó không đúng. Lá cờ vàng, ba sọc đỏ đâu phải là cái điều kiện để xảy ra cái sự xã hội đâu, mà nó là vật trần, sự giả dối của tập đoàn cộng sản, chứ không phải là điều kiện xảy ra những khủng bố bất tình tưởng của xã hội. Không phải sự giải bày của tập đoàn cộng sản nó bịch. Chào tất cả các anh em chị em và chúc quý vị một ngày thật là bình an và vui vẻ bên người thân yêu mình. Ok quý vị, chúc quý vị một cuối tuần bình an. Ai cho Hồ Chí Minh như thế nào không biết, mà tôi nhận diện là tôi thấy Hồ Chí Minh là con quỷ dâm tặc thế thôi. Nó ngày tâu nó phải là nuốt nước miếng gái đó. Ok chào quý vị.